bác lúc nào quay? Đang quay. Ừ. Bỏ này dùng Samsung. Đây các bạn, người ta đang thu hoạch cá nha các bạn. Đây là hầm cá nuôi nha các bạn. Ta đang kéo lên rồi các bạn. Đây cá còn lại con nấy 4-5 kg không nha các bạn. Đây người ta kéo bằng lưới lớn, lưới rụng nữa các bạn. Mình đi tầm 7 mà thấy ta đang kéo nè các bạn. Cái hầm này, mấy cái hầm này được rồi, mình chia sẻ cho các bạn là cá nó ăn tất cả loại các bạn. Đi thăm bảy rắn. Đây các bạn, người ta đang kéo cá nha các bạn. Đi làm chỉ còn nữa mà. Kéo bằng lưới túi, lưới rụng nha các bạn. Kéo bằng lưới túi, lưới rụng nha các bạn. Kéo mấy lưới anh Phương? 3 lưới à. Cái lưới bự đó nó kéo giờ hết vô, tới lưới nhỏ, nhỏ. Ủa không bị bệnh sao rồi hết hả? À. Bị đâu à? Bị gì à? Đi bị bú cổ vậy này. Bị dưới Sài Gòn nhé. Không. Uống thuốc mà ở dưới trung tâm búa mắt tiền mày thì bấm vào chỗ giữa không này, bấm gì lại quay đang quay tắt tắt lúc nào tắt nút đen và nút đỏ tạm ngưng nghe nút đỏ tạm ngưng nghe nút này các bạn người ta đang kéo các bạn đang giữ lên. Quá trời luôn mà. Đó là qua đây. Qua đó em. Lăng đuôi đỏ các bạn, này hầm cá nuôi các bạn. Ồ, quá bự các bạn ơi. Thank you.
Rồi cá các bạn bự các bạn ơi. Bạn như cái tay này nè các bạn. Các bạn. Rồi cái tay mình nè các bạn. Ghê các bạn. Bị ngang cái đầu một gang tay nè các bạn. Ghê các bạn. Rồi. Nhìn đâu đó mình có ai trong đó mình nói chuyện ai. Đang nói trong đây nè. Các bạn thấy không các bạn? Gang tay ghê. Rồi. Đẩy đâu. Đẩy xuống màu vào đó. Không. Cái này không có giống người ta nghe các bạn. Không có giống người ta đang giết rồi người ta chiếc cá đực cái người ta phối giống rồi. Người ta đang thử còn cái nào cá đực cái các bạn. Và người ta đang thử rồi. Cái này là cá cái này. Con này có 6 ký rồi. Lớn nha các bạn. Đầu gang tay các bạn, đi ngang đó nha các bạn. Cái này trại tôi ương cá nha các bạn, ương cá lăng đó. Cá lăng đu đỏ các bạn, tôi ương á. Ương thì cho đẻ tôi bán cá con các bạn. Người yếu các bạn.